Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp địa hình ngon bổ rẻ Phantom. Một chiếc xe thương hiệu Phantom và được sử dụng bộ rúp Shimano DOG 8 món với gạt đĩa sau, gạt đĩa trước, đề đĩa sau, đùi đĩa, rồi phanh dầu, tay bấm. Đấy, full hết là DOG, khung nhôm, giảm sóc hơi. Mức giá 8.900.000, rất là rẻ. Một chiếc xe đúng nghĩa ngon bổ rẻ trong cái tầm giá gọi là 8-9 triệu. Đấy, được full bộ và rúp Shimano DOG, giảm sóc hơi, máy bi vòng cối lỗ. Rất là ngon, full option hết. 8.900.000. Khung nhôm, toàn bộ phần khung của chiếc xe là làm từ nhôm. Tông màu đỏ, chữ trắng rất là đẹp. Thương hiệu Phantom. Sử dụng bộ đề chuyển số DOG, gạt đĩa trước DOG, đùi đĩa trục rỗng cũng DOG. Ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano DOG và cặp phanh dầu, dầu DOG, cặp phanh dầu rất là ngon, dầu. Giảm sóc hơi của Ebicon SR Santur. Bánh 26 inch, máy Eurovatec bi vòng, bi bạc đạn. Đằng sau này cũng Novatec cối lỗ. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe có size của các bác đi từ khoảng 1m45 đến khoảng 74-75 thì phù hợp. Shimano V 9 tầng lít và 3 tầng đĩa. Con xe có 27 tốc độ khác nhau. Và cái giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 8.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.